lần nhận tiền hỗ trợ nhớ đời. Ủa chứ Út với chú Tám không biết chuyện gì hả? Dạ, ở đầu hẻm mình á đang phát hỗ trợ cho những người mà trong dịch bệnh á. Thủ tục bất thường. Chú em ơi. Dạ. Cho tôi hỏi, tụi tôi tới đây nhận tiền xong tụi tôi về ha, tôi còn làm gì nữa không? Dạ, cũng giống như mấy người trước á, cô chú nhận quà xong rồi qua đây cho tụi con chụp lại tấm hình cùng với cái thẻ căn cước này. Dạ. Bỗng dưng mắc nợ tín dụng đen. Khoan. Cậu nói gì vậy? Tôi không có mượn tiền cái gì hết trơn á. Có thông tin chị dây nợ ở đây, danh sách có đầy đủ. Chị nói gì vậy? Nè, cậu đừng có nó ăn nói mà bậy bạ nha. Hôm nay nè, nó cho ba thằng giang hồ mặt bẩm trận tới tìm tôi nè. Tới nhà tôi mới thức thì đây nè. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện cảnh giác 16:40 phút Chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị và các bạn đón xem.